Mỗi một ngày là có thành tựu khác, bất chấp đời nó nát đến đâu, ai ai cũng sẽ bạc đầu. Ta nên tranh thủ để nói câu ân tình. Thì cái bài giảng vừa rồi của thầy Nhuận Đức vào chiều hôm qua, thì đây đó Cà Mau có theo dõi rất là sát sao. Và trong đó con đã thấy được mọi người trên cuộc đời này còn thiếu sót nhiều thứ lắm. Thầy đề cập tới duyên và phận, trong đó thầy chỉ nói để chúng ta cảm nhận và áp dụng ở cuộc sống đời thường. Nhưng bên cạnh đó, con thấy thầy đang nói về chính thầy là nhiều hơn. Nhưng không biết quý vị ở đây có ai nhìn thấu ra được cái việc đó hay không. Bởi vì trong đó có một đoạn, đây đó Cà Mau nhớ là nó liên can đến phận duyên và nghiệp ái. Nó liên can đến cái mối nhân duyên của mỗi con người. Thông thường thì cái sự kiện vừa rồi của thầy đổ ra, ai ai cũng đặt dấu chấm hỏi tại sao cuộc đời lại bất công với thầy như vậy. Ai cũng nói rằng vì sao ở trong chùa, ở sư ông, hòa thượng, cùng các vị ở giáo hội, bên Nam Tông rồi này kia, khi đối đãi với thầy sao bất công quá vậy. Chúng ta đã sinh lòng trách móc, nhưng chúng ta không hiểu quy luật cuộc đời rằng mình hãy hài lòng với những gì của hiện tại đi. Hôm nay không phải tại họ thì cũng sẽ tại người khác. Bởi vì đó là cái đoạn lương duyên của mình, nó đã hết rồi. Tới cái ngày giờ thầy cũng sẽ gời chiếc áo nhà chùa. Tới cái giây phút thầy cũng gời cái hoàn cảnh của những ngày trước đó. Mặc dầu nó đã đi cùng thầy, nhưng nó cũng sẽ là một đoạn lương duyên mà thôi, chứ nó không có gắn bó lâu dài được. Bởi vì cái định mệnh khi con người sinh ra, nó được mặc định rằng tới đó con phải có cái ngã rẽ này. Chẳng phải trên đời hay có câu trời sinh trời dưỡng hay sao? Nên thầy ổng mới đề cập tới cái vấn đề cái nhân duyên nằm ở trong đó. Con nói thẳng, đời sống vợ chồng vẫn vậy. Đôi khi mình đang bình thản và đang hạnh phúc, mình đang tuyệt vời, mình cứ tưởng chừng như chúng ta sẽ cùng gắn bó với nhau hết cuộc đời này, không nghĩ rằng sẽ có giây phút chia ly. Nhưng ai ngờ đâu bất chợt đi ra đường một cái sẽ trở thành vợ người khác, đi ra đường một cái thành chồng người khác. Chúng ta thường hay đổ lỗi kẻ thứ ba. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại bất công với tôi như thế? Chúng ta thường hay suy nghĩ cái phần đúng nó về mình, mà chúng ta chưa bao giờ biết suy nghĩ tới luật nhân quả. Nhưng đối với con thì khác nha. Con suy nghĩ cái trường hợp như thế này. Đương nhiên bên kia có thể là không phải, nhưng mình cũng phải nghĩ lại rằng định mệnh cuộc đời của chúng ta là gì? Kiếp trước mình đã gây nghiệp gì để bây giờ mình nhận lấy cái quả là người ta đã tới đây đòi và đối xử với mình như vậy đấy, đúng không? Trong nhân duyên vợ chồng cũng vậy. Con nói thẳng, phận duyên nghiệp ái đời nên biết. Nếu mà mình không có nhân duyên sẽ không được hàn huyên trong đời, cho dù người đó là cái người thương hay là cái người ghét, đến để giày xéo tâm can chúng ta, tới để gieo cho mọi người những niềm đau khổ, thì đó cũng là cái phận và cái duyên chúng ta cần phải gặp trong cuộc đời. Giả sử như giày dài hay ngắn thì đó là tùy theo mọi người, duyên dày và duyên mỏng khác nhau. Có những người thì đến với nhau cho nhau cái niềm vui, nhưng nó không được lâu, giống như thầy Nhuận Đức và các cụ vậy, cứ tưởng chừng như là một đời gắn bó. Nhưng cuộc đời không bao giờ như chúng ta tưởng tượng,
không bao giờ như con người tính cả. Người tính không bằng trời tính. Đố ai biết trước ngày mai mà. Mình đừng có tự tin. Vui ngày nào quý vị hay ngày đó. Và quý vị nên trân trọng giây phút chúng ta còn bên nhau. Lỡ như ngày mai mình trở thành người xa lạ, mình không còn duyên để gắn bó nữa, mình vẫn giữ mãi những kỷ niệm đó. Chứ mình không nên lấy đó làm cái niềm oán hận, không nên lấy đó làm cái niềm oán thán. Bởi vì ít ra chúng ta cũng đã từng hạnh phúc, ít ra chúng ta cũng đã từng gắn bó. Chúng ta có nhân duyên lớn lắm nên mới hội ngộ ở cuộc đời này. Thì buồn hơn nữa, sẽ còn buồn hơn nữa nếu như mình không có duyên với nhau luôn. Thì chứng tỏ rằng cuộc đời này ta may mắn lắm rồi. Nên bây giờ có hai lối đặt trường hợp ra giữa thầy và chùa hộ pháp và các cụ trong đó. Dù có rẽ lối đi chăng nữa, mình cũng đừng có nên trách nguyên nhân là tại người ta ám hại, đừng có trách nguyên nhân là tại người ta ghét thầy, đừng có trách tại chùa hộ pháp hay tại hòa thượng gì cả. Nói ra con phải bên vực, nhưng mà mình hãy nên cảm ơn họ, vì họ cũng đã từng đối xử tốt với thầy những đức. Cảm ơn họ vì họ cũng đã từng gắn bó với thầy dù chỉ là một đoạn lương duyên, phải không? Ít ra cũng đã từng chung đường chung bước. Con tin là giờ phút này đối với thầy những đức đó là những kỷ niệm đẹp, đó là những kỷ niệm không bao giờ quên. Bởi vì duyên lớn lắm nên họ mới gắn bó cùng nhau. Chứ muốn gặp ở kiếp này đâu phải đơn giản. Có những người ra đường chạm mặt nhau không một câu chào. Có duyên không phận. Vô duyên bạc phận nó cay nghiệt lắm quý vị ơi. Giả sử như có những cặp vợ chồng đến là để gieo cho nhau niềm đau khổ, dày xéo tâm can cho nhau mỗi ngày. Thậm chí buông ra là cự lòn, buông ra là cãi lòn. Nhưng duyên của họ chưa dứt, nghiệp quả nợ nần họ trả nhau chưa xong, thì nhiều người khuyên họ ly dị đi cũng không bao giờ dứt được. Họ phải một đời như thế, đúng không quý vị? Trong cuộc sống quý vị kiểm nghiệm lại đi, nó có đó. Còn với những cặp vợ chồng tan rã, chúng ta chỉ biết trách móc người thứ ba, chen chân nhau để cướp vợ tôi hay cướp chồng tôi. Tôi không bênh những người đó, nhưng mọi người suy nghĩ lại, nếu như thật sự đã xảy ra như thế thì mình hãy nghĩ một cách bình thường, đó là duyên phận. Nếu như không có duyên, kẻ thứ ba này tôi chắc chắn sẽ không nhìn thấy, và họ cũng sẽ không đến bên cuộc đời để làm khổ cho chính tôi. Đó chính là cái lương duyên mà con lấy ví dụ. Bởi vì đó chính là nghiệp báo của chính ta từ đời nhiều đời nhiều kiếp. Họ sẽ tới đây đòi là người vợ của chúng ta sẽ trở thành vợ của người khác. Và chính mình cùng người đang gắn bó chung sống với mình ngày hôm nay cũng đã tới cái ngày đứt đoạn hết duyên từ đó. Bởi vì duyên có muôn hướng và dạng con đường. Từ vô thủy kiếp, mình đâu có bao giờ biết hết được đâu. Cô chú và các bạn ở đây chỉ có thân xác này trên cõi đời này. Chúng ta chỉ mở mắt lọt lòng chào đời từ khi sinh ra. Làm sao mình nhớ từ đời vô thủy hay kiếp này kiếp nọ mình đã có những nghiệp báo gì, và quan gia của mình là những ai? Làm sao biết được? Thì bất chợt một cái nó tới như vậy đó, thì nó sẽ khiến mình hiểu ra và ngộ nhận được. À, có lẽ lương duyên của tôi và bạn đời của tôi đến ngày nay là kết thúc. Và cái người tới dẫn bạn đời của tôi đi, rời khỏi tôi, chính là chủ nợ của tôi, là quan gia ngõ hẹp họ đã tới đòi.
thì chúng ta nên hỷ xả. Bởi vì con người không bao giờ cải số mạng được. Tất cả đều do trời định sẵn. Chúng ta có ngày sinh, có ngày giờ. Ai mà gành phong thủy sẽ hiểu tử vi, phải không? Tử vi sách số thì nó có mệnh hết rồi. Nó đã định như vậy, mình không bao giờ cản được. Nếu như chúng ta cải số được, tức là chúng ta đang cải mệnh trời, là trái thiên điều. Mỗi một người đều có một số phận. Đôi khi ngày hồi nhỏ chúng ta từng ngồi chung trường để học với nhau, nhưng chắc gì lớn lên chúng ta sẽ đi chung một con đường. Bởi vậy trên cuộc đời này nó hiện hữu ngã ba đường, ngã tư đường, ngã năm, ngã bảy. Mỗi một người đều có một hướng và một lối đi riêng. Thậm chí giữa cuộc đời họ đều có biến cố riêng. Có nhiều người phước báo lớn thì sẽ hạnh phúc trọn một đời. Có nhiều người sẽ có những ngã rẽ, nó khúc mắc dữ dằn, được gọi là sóng gió vô vàn. Ví dụ như chuyện của thầy Nhuận Đức hôm nay, thầy kể về duyên phận, con có nghe sát sao, nhưng con muốn điểm lại cho những ai mà chưa hiểu sâu xa về vấn đề này. Được coi như thầy là người mở đề, còn đây đó Cà Mau là người giảng giải, để cho nó đi xa hơn, cho nó cặn kẽ hơn. Bởi vì thầy Nhuận Đức cũng không có đủ thời gian để nói chuyện ở trên Zoom nhiều, để cho chúng ta hiểu rõ về bản chất của vấn đề. Thầy chỉ nói đại khái ý nghĩa như vậy để cô chú mình tự nghiền ngẫm. Nhưng cái mà con muốn khi con theo dõi thầy chia sẻ, thì mình sẽ đưa thẳng ra cô chú hiểu cốt tích cho nó tận tường đó, để cô chú dễ áp dụng vào cuộc sống hiện đại hơn, để chúng ta không còn oán hờn, giận trách. Qua câu chuyện duyên phận này thì con tin là trong cuộc sống này thầy từng nói một câu sau khi nói về vấn đề duyên phận vợ chồng. Thầy nói: tôi tin là 2.000 người trên Zoom này ít hay nhiều cũng có một vài người như thế, hay là cũng có người như thế. Thầy con tin là trên cái video YouTube này ít hay nhiều cũng có một vài người cũng đã từng quán trách về những chuyện người ta đối đãi không phải với mình, và người ta đã tới đi, tới đây để lấy đi những thứ mình đang có. Và mình hỏi tại sao? Bây giờ điển hình thôi, là cô chú cũng nói rồi, tại sao mấy người đó ngu như vậy? Mấy người đó cũng có hiểu biết, cũng có ăn học, mà ông thầy Nhuận Đức ông tốt vậy đi nói xấu ông. Ông thầy Nhuận Đức ông làm việc thiện như vậy là đi đặt điều, nói thầy lấy gái, nói thầy lấy tiền, nói thầy đủ thứ, phải không? Cuộc đời này mà nó trơn láng quá thì người ta cần gì đi sang lấp đường xá để cho cô chú dễ đi. Con nói rồi, cuộc đời như thể con đường, nó chớ hề bằng phẳng dậm chừng mình đi. Thì cô chú phải nên nghĩ rằng qua cái bài nói của thầy Nhuận Đức và cái bài nói của con hôm nay, tất cả đều là duyên nghiệp. Duyên thì nó có phước duyên và nó có thiện duyên. Nói chung là bên cạnh đó còn có những cái ác duyên, được gọi là nghiệp duyên đó. Thì mình hãy bình thản giữa cuộc đời này. Ta nên hạnh phúc với những gì mình đang có. Và chúng ta nên đừng nên cưỡng cầu, nó quá trớn. Trong bao nhiêu ngày đã diễn ra sự kiện thầy Nhuận Đức, xã hội thì bên ngoài dậy sóng, chỉ có thầy là ngồi đó an bình thôi. Bởi vì thầy bình thản trước sóng gió cuộc đời. Nó được gọi là duyên nghiệp tới thì đón nhận, rất bình thường. Nhưng không bao nhiêu người hiểu, đa phần là sẽ phẫn nộ lên. Thì con cũng thông cảm điều này cho cô chú, nên con chưa có nói. Sẵn cái dịp hôm nay thầy Nhuận Đức bàn về duyên phận, nên con mới lên đây để con chia sẻ đôi điều
về khía cạnh hiểu biết cá nhân để cho mọi người được sát sao hơn, để áp dụng, ứng dụng trong cuộc sống sao cho đời sống mình nó nhẹ nhàng, thanh thản. Nhưng con nghĩ là đùng một cái những cái gì mà nó bất công có tới với mình, cô chú cũng khó chấp nhận. Bởi vì chúng ta vẫn là thể xác người phàm, chúng ta vẫn chưa đạt được giống như Đức Phật mà có thể bất biến như dòng đời vạn biến, thì điều đó là điều thông cảm. Chính vì cái điều đó nên chúng ta cần hiểu rõ, cần thông suốt, để mình cần tu tập làm sao cho mình nhẹ nhàng hơn trong những việc đó. Mình tới một ngày không còn thấy phẫn nộ khi ai đối xử có phần tệ bạc với mình, hay là có phần thiệt thòi cho mình, thì lúc đó đó mình mới thành công. Giả sử như cô chú chưa có hiểu rõ được việc này, các anh chị em chưa hiểu rõ được, chưa thấu được việc đó, thì trong cuộc sống chỉ cần tu thì tu, nhưng mà nó bất bình quá, nó khiến mình phải lên tiếng, nó khiến mình phải buồn, nó khiến mình phải giận đối phương chứ. Tại sao? Cái này của tôi mà mọi người tới đây lấy về làm của mình. Gia đình tôi đang hạnh phúc, sao tới đây để mang vợ hay chồng tôi đi, trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình tôi như vậy? Tại sao thầy Trần Đức đang ở trong chùa mà không để thầy ở nuôi các cụ già, mà lại đuổi thầy đi, lại khiến thầy rời khỏi chùa? Tôi không thể nào chịu được, phải không? Bởi vì chúng ta vẫn còn đang đọa đài biển khổ, chúng ta vẫn đang là chúng sanh, chúng ta chỉ đang tập tu thôi, chúng ta chưa thành Phật, chưa đắc đạo, nên mình vẫn còn là tâm tánh của một con người có đầy đủ hờn giận sân si. Tôi đố ai dám nói một câu khi họ còn đang tục thế này mà họ không sân si. Kể cả thầy những lúc đôi khi thầy cũng còn buồn. Còn buồn tức là vẫn còn một chút lắng động đâu đó, chứ đừng nói là không buồn. Đúng không quý vị? Nếu như một người mà đạt được tất cả, mình sẽ trở về ngồi cạnh Đức Phật hết rồi, trở về Tây Phương hết rồi. Nên ở đây con có những lời gửi gắm này, là con khuyên mọi người hãy am hiểu nhân quả một chút xíu, am hiểu nghiệp duyên một chút xíu, thì mình tự khắc mai này sẽ dần dần tập được cái tánh buông. Thì ai không phải với mình, mình hãy nghĩ rằng mình đã từng nợ họ. Giả sử như bây giờ cô chú có giận người ta cách mấy, có chửi người ta cỡ nào, tại sao mày lấy vợ tao, tại sao chị lại lấy chồng tôi, tại sao đối xử thầy Nhật Đức như thế, thì cuối cùng chuyện đó nó cũng đã diễn ra rồi, nó không thay đổi được. Cuối cùng tất cả mọi thứ cũng không quay lại được trạng thái ban đầu như chúng ta đang phẫn nộ và mong muốn nó không như thế. Tất cả đều đã đúng quy trình. Quan gia có, họ tới đòi nợ có, và sự hết duyên của mình cùng người bạn đồng hành của mình cũng có. Thì trong trường hợp thầy Nhân Đức, quan gia có, nghiệp quả có, và sự hết duyên của thầy Nhân Đức với chùa nó cũng có. Đúng không quý vị? Nó đang hiện hữu 100%. Thì ở đó đó, qua những cái vấn đề này, cô chú cần rút kinh nghiệm cho cuộc đời, chúng ta sẽ thấu hiểu. Chúng ta phải biết rõ nghiệp duyên bản chất của nó là như thế nào, thì mọi người sẽ thông suốt, và dần dần chúng ta lấy cái đó làm cái nền tảng để chúng ta tập hơn, nhiều hơn, cho cuộc sống của mình thêm thanh thản. Thì ở đây sẵn nói về nhân duyên vợ chồng, nên con tặng cô chú một cái đoạn
về tình duyên, nghiệp ái. Mà con nghĩ là các bạn trẻ ngày nay cùng các cô chú cũng đã từng thắc mắc và từng khổ về tình duyên. Là chúng ta sẽ có một cái bài nghe nó thấm vào tim. Thì cái bài này con đã nói từ rất lâu, nói từ 3 năm về trước. Thì con mời quý vị nghe lại, chỉ vài phút thôi. Phận duyên nghiệp ái đời nên biết, nếu mà không có nhân duyên thì sẽ không được hàng nguyên trong đời. Quảnh nhìn biển cả ngoài khơi, đôi khi lỡ nhịp là một đời nhớ thương. Ở cõi đời này chúng ta lướt qua nhau một câu chào, một ánh nhìn hay là một câu nói rồi xa nhau mãi mãi, đó cũng là duyên. Duyên có hai hướng và hai con đường, đó là nghiệp duyên và phước duyên. Phước duyên là gì? Là chúng ta đến với nhau để yêu thương nhau, để trân trọng nhau từng phút từng giây. Dù gặp nhau một giây rồi xa nhau một đời, đó vẫn là một cái phước duyên vô cùng đẹp. Hay là những đôi uyên ương tình yêu cùng nhau sống vẹn trăm năm và hẹn cho kiếp sau, đó vẫn là một cái phước duyên thiện căn cực kỳ lớn. Và nếu như ngược lại, chúng ta đến với nhau để giày xéo tâm can cho nhau mỗi ngày, hay là đến để làm kẻ thù của nhau, hay là đến để cho nhau những lời cay nghiệt, những hiềm khích trong cuộc đời, đó chính là một cái nghiệp duyên đó rất là nặng nề từ trong tiền căn tiền kiếp mình đã từng nợ họ. Vậy nên đến với cuộc đời này thì mỗi người hãy, chúng ta hãy cùng nhau để hóa giải cái thiện duyên và cái phước duyên sao cho an toàn. Ta đến hãy yêu thương nhau khi còn có thể. Tại vì đôi khi chúng ta đến với nhau nhưng mà lỡ giày xéo cho nhau rồi, lỡ một ngày nào đó mình hối hận thì thời gian chỉ trôi đi mà thôi, không có quay lại. Thì tôi mới nói cái câu đôi khi lỡ nhịp là một đời nhớ thương, là một đời dây dứt trong tâm hồn. Thì mình sẽ rơi vào một cái nghiệp thứ ba, đó là cái nghiệp ái. Ái là gì? Ái tức là cái luyến ái trong cuộc đời mà mọi người khó có vượt qua được. Nó có thể giết bạn từ đời này sang đời khác và có thể khiến bạn luân hồi một cách vô tội vạ. Và cụ thể hơn cái đó là gì? Là đôi khi mình có một cái nguyện ước cho ai mà mình không thành được, mình sẽ mang cái dây dứt trong tâm hồn. Mỗi khi nhắc tới là mình thấy chạnh lòng, mình rất thấy khó chịu. Hay là đặc biệt hơn là đời này đang hiện hữu, là khi một đôi nam nữ bị đối phương bỏ nhau thì lấy đó làm cái niềm đau khổ, khi nhắc tới là rơi nước mắt. Đó chính là cái nghiệp ái nặng nề không có quên được. Nhưng tôi nhắc lại cho quý vị và các bạn nghe rằng mình không nên như vậy. Tại vì nếu như họ thương mình, họ vì mình mà xứng đáng, mà hoàn toàn vì một cái hoàn cảnh nào đó mình không đến được với nhau, thì mình khóc vì họ, mình đau khổ vì họ thì nó vẫn thêm phần nào xứng đáng. Mình tạo nghiệp ái vì họ nó vẫn xứng đáng nha quý vị. Nhưng ngược lại, họ không cần mình, họ đối xử tệ bạc với mình mà mỗi khi nhắc tới mình lại thấy đau lòng vì họ, thì mình vướng một cái nghiệp ái nó vô nghĩa, nó không có ý nghĩa cho bản thân mà còn hại chính mình. Nhưng mà còn người ta thì vẫn vui cười vui vẻ. Thì quý vị hãy suy nghĩ lại rằng mình tạo nghiệp ái đó vì một người không xứng đáng, liệu nó có đáng với chính mình hay không? Hay là mình đang có tội với chính mình? Thậm chí cả một đời mình nợ họ là mình phải sống với họ, đó là cái số phận. Nhưng mà hằng ngày lúc nào cũng gieo lời cay tiếng nghiệt cho nhau, cả một đời như vậy đó. Đại đa số là có rất nhiều cặp vợ chồng như vậy. Đó chính là cái nghiệp rất nặng nha quý vị. Nên tôi khuyên quý vị một câu từ đầu rằng thà cô đơn để mà thông dong, chứ đừng yêu đó mà lòng không an bình. Miệng người luôn nói chữ tình, nhưng họ vui với bạn mà bóng hình lại với ai. Dẫu rằng tay nắm chặt tay, nhưng trong tâm tưởng họ lại đổi thay khôn lường. Miệng luôn nói đó rằng thương, trò chơi quyện dạ mộng trường, rồi đâu là chốn thiên đường cho ta. Họ cho mình những tiếng mật lời qua, nhưng cách đối xử khiến ta chạnh lòng. Một lần nữa, thà cô đơn là để thông dong, chứ đừng vì phút